Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình vừa mới thấy con kỳ nhông các bạn đây. Nó trốn vào trong bẹ dừa các bạn. Các bạn thấy chưa? Con kỳ nhông trốn trong bẹ dừa này các bạn. Này cũng to đấy các bạn. Mình sẽ mở dần đây cho các bạn xem. Nắng lên rồi. Bây giờ làm sao ta? Nắng có bị chói hay không ạ? Đây các bạn thấy không? Đuôi nó này các bạn. Đuôi con kỳ nhông các bạn, không phải con rắn đâu. Đây mình sờ vào đuôi nó rồi này. Đó. Đây, nó đây các bạn. Đó. Mình sờ đuôi nó này các bạn. Đây mình đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Con to đấy các bạn ơi. Đây, nó cuộn này các bạn. Đây. Giờ làm sao ta? Đây, các bạn thấy không? Rồi. Cực khủng đấy các bạn, kia em cực khủng. Rồi, hết hồn. Thôi là mình hết hồn rồi. Đây, các bạn thấy đuôi chưa? Đây. Đuôi rất là dài các bạn. Dài và to. Đây các bạn. Đấy. Đã xuất hiện rồi các bạn. Đây, để mình sẽ đặt tay xuống mình bắt nó cho các bạn xem nha. Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình đã bắt được một con kỳ nhông đực ửng hồng nha các bạn. Đây, và cái phần đuôi này nó mới mọc lại hay là nó mới thay hết ta? Mới thay đuôi ta đây. Anh em đang nột da này các bạn. Có thể thấy này. Đây con em ở đây các bạn. Rất là to nha các bạn. Đấy rất là sung. Đấy. Đây chào các bạn đây các bạn. Đấy, em chào kỳ nhông chào các bạn. Rất là hùng các bạn. Đuôi rất là dài. Rồi, nãy là ửng hồng mà giờ nó nhạt màu lại rồi các bạn. Đây. Đây, rất là dễ thương các bạn. Đây. Rất là to nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ngón tay cái út của mình gần bằng cái đuôi nó các bạn. Đây. Chai bay. Đây, chân sau các bạn, những móng vuốt này các bạn, đó. Đây, chân trước, đó. Đây, những móng vuốt rất là dài, sâu như các bạn. Cái này thì nó cũng đổi màu rồi các bạn. Đấy, nó đổi màu rồi. Nó màu nó hồng rồi đấy. Xuống quá.
nó cắn mình rồi. À, da da nó cắn thịt. Trời. Xem nào, trời ơi. Da mình cũng hơi dày đấy. Nhưng mà hơi đau đau đó. Nó để nó cắn chi trời ơi. Đây. Nó đặt tao thả mày ra. À. Khổ lắm kìa. Đúng. Đúng. Thôi nhé các bạn. Chơi đùa nó rồi nha các bạn. Bye bye.